truyền thông hoàng gia, kết nối thẳng tới tiềm thức. Để chinh phục mọi tầm cao, người đàn ông cần bản lĩnh, bền bỉ, khát khao, ý chí, nghị lực. Trang phục không làm nên người đàn ông, nhưng bản lĩnh đàn ông cần trang phục xứng tầm. Owen, lịch lãm thời trang, vững vàng bản lĩnh. Owen, lịch lãm thời trang, vững vàng bản lĩnh. eBay đã rời bỏ chúng tôi. Chợ điện tử vắng ngắt. Sự nghiệp xây dựng 10 năm, liệu có phải dừng lại? Tôi bắt đầu viết phần mềm từ khi học cấp 3, với nền tảng sẵn có năm 2001, khi đang là sinh viên năm thứ 2 Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội. Tôi đã thành lập công ty Bitsoft, vừa làm chủ, vừa làm nhân viên, chuyên viết phần mềm cho các cơ quan doanh nghiệp và làm không hết việc. Nhưng chưa được 3 năm thì tôi bắt đầu mệt mỏi. Đi cốt dạng, ráo mồ hôi là hết tiền. Ốm không đi làm được là đói. Vừa may, khi đó Internet tại Việt Nam bắt đầu phát triển. Tôi tham khảo thành công của eBay, Alibaba, bắt đầu xây dựng dự án, gọi vốn và nhận được đầu tư từ quỹ IDG Ventures của Mỹ. Bitsoft nhanh chóng tuyển nhân sự, đầu tư xây dựng hệ thống phần mềm, mở sàn giao dịch thương mại điện tử chợ điện tử.vn và trở thành con cá đầu đàn trong đại dương xanh Internet mênh mông nhưng hoang vu tại thời điểm đó. Tiếng tăm của Bitsoft nhanh chóng nổi lên và vượt ra khỏi biên giới. Tập đoàn eBay sau thất bại ở Trung Quốc đã quay sang Đông Nam Á và chọn Bitsoft để hợp tác kinh doanh thương mại điện tử tại thị trường Việt Nam. Đúng thời dân mình khát khao hàng ngoại, eBay.vn chắp cánh đưa người Việt mua sắm khắp thế giới. Chúng tôi xây dựng thêm ngânlượng.vn làm hệ thống thanh toán hỗ trợ cho chợ điện tử.vn và eBay.vn. Bitsoft bước vào giai đoạn cực thịnh. Vào lúc bầu trời đang trong xanh thì những đám mây đen bắt đầu kéo đến. Lần lượt Lazada của Đức rồi Shopee của Singapore nhảy vào thị trường Việt Nam. Bão tố bắt đầu nổi lên. Kết cục là Alibaba của Trung Quốc mua luôn Lazada, còn eBay thì bỏ Đông Nam Á, bỏ chúng tôi. Tôi chợt nhận ra một sự thật, đó là trên mặt đất, khi chợ không có khách thì vẫn còn bất động sản. Nhưng với chợ trên mạng, tất cả chỉ còn lại một cái tên miền vô giá trị. Chưa kể, thương mại điện tử chỉ có chỗ cho một vài ông lớn. Vậy liệu còn có chỗ cho Bitsoft của chúng tôi? Tôi là Nguyên Khang, từ những câu chuyện thật của CEO Chìa Khóa Thành Công. Xin kính chào quý vị và các bạn. Nếu bạn đang ở đỉnh cao, được làm việc với tập đoàn danh tiếng nổi tiếng trên thế giới, nhưng rồi một ngày mọi thứ đều tan biến, mọi nỗ lực công sức của bạn đã không thể ở bên bạn, bạn sẽ phải làm gì? Và chúng tôi tin chắc rằng doanh nhân Nguyễn Hòa Bình lúc ấy đang đối mặt với rất nhiều khó khăn. Và ngày hôm nay anh sẽ chia sẻ với chúng ta câu chuyện của mình. Và trước khi trả lời câu hỏi bạn sẽ làm gì, chúng ta hãy cùng chào đón những vị khách mời đang đồng hành cùng với chương trình. Trân trọng giới thiệu sự nghiệp của ông Nguyễn Hữu Thái Hòa, Tổng Giám đốc CTS, Trung tâm Khoa học Tư duy, Bộ Khoa học Công nghệ. Trân trọng giới thiệu ông Lê Hải Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bắc Bảo. Và cuối cùng nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Nestec. Thưa quý vị, để trả lời câu hỏi bạn sẽ làm gì, các doanh nhân của câu lạc bộ CEO Chìa Khóa Thành Công của chúng ta
đã sẵn sàng đến với phần tranh luận cũng như những giải pháp. Mời quý vị cùng đến với Cà phê CEO. Trong 10 năm người tiêu dùng của mình đã quen với cái tên miền thì có còn là trắng tay không ạ? Cái thương hiệu được xây dựng từ cái tên miền đó thì tôi nghĩ là cái lượng mà khách hàng người ta đã thuộc nào cái tên miền đó rồi, thuộc luôn cái thương hiệu đó rồi. Và chưa kể thương mại điện tử là có việc được lưu trữ được data của khách hàng, thì với 10 năm thì cái lượng data khách hàng cực lớn. Thì tôi nghĩ là anh này không hề mất thị phần, chỉ là anh chưa tìm cho mình được một sản phẩm mới phù hợp với thị trường hiện nay, hoặc là phương pháp tiếp cận làm sao để cho khách hàng vẫn có thể là trung thành với mình. Mình đã từng là con cá đầu đàn của một đại dương xanh, thì mình vẫn có thể di chuyển qua một cái đại dương khác để trở thành con cá đầu đàn. Vấn đề ở đây là làm sao để kiếm được cái đại dương mà mình thành con cá đầu đàn. Đã làm kinh doanh thì không bao giờ bằng phẳng. Sẽ có đỉnh cao và sẽ lúc vượt sâu. Thì khi mà đại dương đỏ thì nó biến thành đẫm máu và cạnh tranh khốc liệt là chuyện bình thường. Và đáng ra từ những ngày xưa là anh phải chuẩn bị cho mình cái việc nghiên cứu thị trường và phát triển sản phẩm mới là cái việc là phải làm từ trước. Cái giải pháp cấp bách đầu tiên là bạn đó phải sàng lọc lại và khai tử ngay những sản phẩm không hiệu quả. Cái ngành công nghệ thông tin đặc biệt là phải có sản phẩm thay thế liên tục. Và thậm chí anh có thể phải nghĩ ra hàng chục cái sản phẩm dự phòng để thay thế ngay cái sản phẩm mới bị khai tử xong. Thì riêng về thương mại điện tử, thực sự là anh này là một trong những đơn vị đầu tiên để tham gia vào sân chơi thương mại điện tử và nhìn được thấy tiềm năng của nó. Tuy nhiên, câu chuyện của thương mại điện tử là câu chuyện về nguồn lực, câu chuyện dài hơi, và có thể anh đã bị đuối về nguồn lực về dài hơi khi mà có ông lớn tham gia vào thị trường Việt Nam. Nhưng mà anh cho tôi biết cụ thể nguồn lực là gì ở đây được không? Nhiều nhất là tiền, về tài chính là đầu tiên. Thứ hai là công nghệ. Ở đây đã có một quỹ đầu tư vô rồi. Và cái quỹ đầu tư khi người ta đầu tư vào, người ta đã tính tới cái việc mà người ta đầu tư bao nhiêu thì nó sẽ trở về được điểm hòa vốn. Nguồn lực bằng tiền, lúc này tôi nghĩ nó không phải là vấn đề. Mà vấn đề ở đây nó chính là nó từ đại dương xanh biến thành đại dương đỏ. Tại sao chúng ta không kiến tạo ra, tại sao cho những người Việt Nam của mình, và chúng ta đi đến những cái và đưa những giải pháp thanh toán và những công nghệ để bắt đầu chúng ta để nuôi được đội ngũ của mình, và chúng ta chứng minh được những cái giá trị của tương lai là có thể là đối đầu với Lazada, tại vì đó là một cái cổng thanh toán mà có thể là ở nước ngoài về. Nhưng tại sao chúng ta không gom tụ lại những người Việt Nam để chúng ta tạo ra những giải pháp mới? Chúng ta không nên đối đầu với Lazada hoặc là Shopee, tại vì họ có rất nhiều nguồn lực về nhân sự và về tài chính để họ đầu tư cho cái mảng công nghệ thông tin. Thì tại sao mà chúng ta cũng là công nghệ thông tin đi, nhưng mà chúng ta phải sử dụng cái công nghệ đó cho sống cộng sinh với Lazada chẳng hạn. Vô đây hãy nhớ, đây là một giải pháp, mình cung cấp giải pháp, yeah, chứ mình không là một trang thương mại điện tử. Yeah. Và chúng ta hãy đi kiếm những doanh nghiệp về thương mại điện tử để cung cấp cho họ những giải pháp để chúng ta lấy được cái nhiều hơn. Thứ nhất là phải cơ cấu lại cái sản phẩm, cái dịch vụ của mình, khai thác mạnh về những gì mình có chứ còn không đối đầu. Khách hàng người ta khai thác đã đạt số lượng nào rồi. Nhưng nếu ở thương mại điện tử mà thanh toán trực tuyến, con số đưa ra của em mà theo như em biết được rằng ít nhất anh có 500.000 member thì lúc này rất khó rằng là anh này bị đóng. Còn nếu như anh chưa đạt con số đó thì chắc chắn anh ta phải xem lại. Trong cái tình huống này á, khi mà mình nó không phải là con cá lớn thì mình phải nên đi với lại một ông khổng lồ. Anh này anh chết đúng cái tình huống đó. Anh này anh chết do eBay rút ra khỏi cái hợp tác với anh. Và anh đó rơi thẳng từ trên vai người khổng lồ xuống. Tôi lấy ví dụ như Amazon. Đó, mình nên nhìn chi tiết hơn để mình phân tích. Thì điểm mạnh của họ thì logistics. Họ có thể shipping một món hàng từ Việt Nam, giá gốc là 30.000, ship qua bên Mỹ có thể bán khoảng 40.000. Tôi rất là ngạc nhiên. Họ ship hàng bao nhiêu công, trong khi mình với cái số lượng hàng mình cung cấp không thể nào đủ cạnh tranh với họ được. Hay ví dụ Alibaba, họ có cái gọi là Trust Assurance. Tức là tôi đảm bảo chất lượng. Nếu như anh không đồng ý, tôi sẽ lấy tiền lại của nhà cung cấp. Khi chúng ta làm CEO, chúng ta điều hành một công ty thì chúng ta phải chấp nhận cái chuyện cạnh tranh. Đúng là công ty lớn, thuyền lớn thì sóng lớn. Nhưng nếu mình đã đi trên con thuyền lớn rồi thì mình phải chấp nhận cái chuyện là chuẩn bị cho ngày mai con sóng nó sẽ lớn. Khi nó đã thất bại thì anh phải nhận thấy vấn đề là anh lại làm tốt cái nghề của anh. Còn cái câu chuyện điều hành, anh sử dụng nhân sự điều hành. Thị trường nào cũng phải có cạnh tranh thôi. Nhưng mà cạnh tranh trong bối cảnh mà ngành còn tăng trưởng thì chúng ta hoàn toàn có thể tìm cho mình một cái góc thị phần nào đó. Cái giải pháp lâu dài nhất đối với ngành kinh tế tri thức này là bản chất nó là ngành sáng tạo, thì chúng ta phải luôn luôn sáng tạo, nghĩa là luôn luôn có những cái giải pháp mới. Cùng thời điểm với chợ điện tử.vn, chúng ta cũng có một nhà sáng lập vật giá.com của anh Nguyễn Ngọc Điệp cũng rất là thành công. Thì tại cái thời điểm mà các ông lớn nhảy vào, các ông lớn nước ngoài nhảy vào, thì anh Điệp đã ngay lập tức chuyển sang vẫn duy trì vật giá
và giảm cái quy mô đầu tư của mình ở vật giá và chuyển sang một số cái thoát khác. Em ví dụ như là đơn giản nhất đó là thiết kế website. Nếu một CEO với một người có đủ bản lĩnh á, người ta không bao giờ sợ cái trường hợp này, người ta coi đó là một cái bài học, đó là một cái vấp ngã. Và cái giải pháp của cái trường hợp này là em có nghĩa ý kiến là chẳng hạn như anh này anh giỏi viết về code hay là anh giỏi về công nghệ thông tin thì anh có thể là tới đàm phán với công ty ở Việt Nam mình, có thể là tôi sẽ tư vấn cho công ty đó, tôi viết web và tôi viết code cho cái chương trình để quản lý doanh nghiệp đó, để anh tạo ở nguồn thu trong lúc này để chữa cháy trường hợp mà cái người khổng lồ người ta bỏ đi. Cấp bách giải pháp đó là gì? Thứ nhất đó là co cụm lại cái đã để tiết giảm chi phí. Cái vấn đề tiếp theo thứ hai là tôi đánh giá lại cái giá trị còn lại của hiện giờ. Cái vấn đề thứ ba là tôi tìm kiếm các đối tác tiếp để bổ sung vô cái đó. Tiếp theo đó là trung hạn và dài hạn. Tôi không bao giờ để cái chuyện lệ thuộc cái chuyện đó. Cái gốc của tôi chính là code phần mềm. Mà chúng ta biết là viết phần mềm, đi xuất khẩu phần mềm hiện giờ nó cực hot, nó mang giá trị rất là cao. Và anh ta có một cái giá trị cốt lõi rất là lớn. Thì về trung hạn tôi sẽ thành lập tiếp một cái bộ phận hoặc là một cái đội ngũ nhân sự chuyển qua viết phần mềm để làm một cái có thu nhập để mà gọi là ổn định và có một cái để nuôi công ty này. Vâng, thưa quý vị, những khách mời của chúng ta trong Cà Phê CEO đã đưa ra những cuộc tranh luận của mình và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe chia sẻ của hai khách mời, anh Thái Hòa và anh Hải Bình sẽ chia sẻ về câu chuyện này. Hồi nãy thì Nguyên Khang nghe rất là nhiều sự so sánh rất thú vị, nào là đại dương xanh, đại dương đỏ, rồi con cá đầu đàn, rất là nhiều thứ quý vị phải phát đưa ra. Theo anh Bình với anh Hòa thì, theo anh thì cái phương án nào là nó hiệu quả trong cái trường hợp của doanh nghiệp ạ? Thực sự ra thì tôi nhìn cách mà các bạn CEO đang thảo luận á, thì có thể là dường như là mọi người chưa đi vào cái giá trị cốt lõi của doanh nghiệp của anh. Tôi nghĩ rằng giá trị cốt lõi của anh Nguyễn Hòa Bình và công ty Big Shop lúc đó là gì? Anh không phải là một cái ông chỉ đi cốt dạo, tại vì anh đã bỏ cái đó rồi. Mà anh là một cái công ty phát triển về phần mềm, có thể học hỏi được từ nước ngoài và bản địa hóa tất cả những cái đó và làm sao có thể ứng dụng tại Việt Nam cho tốt. Và anh đã thực hiện cái đó, dẫn chứng, chứng minh cái đó, điều đó rất là rõ ràng qua cái chuyện mà anh áp dụng để triển khai eBay tại Việt Nam. Chúng ta phải đi tìm giá trị cốt lõi trước, sau có giá trị cốt lõi chúng ta mới đi tìm cách giải quyết vấn đề. Thế còn đối với anh Hòa thì anh thấy là cái phương án nào theo anh là nó khả thi? Các bạn tranh cãi rất nhiều vào những cái khó khăn nhưng mà chưa hiểu ra một cái giá trị cốt lõi của cái công ty. Bước vào cái đề tài này thì tôi xin chúc mừng công ty của anh Hòa Bình và cái ngành công nghệ thông tin là ngành đang cực kỳ sáng trong cái thời đại công nghiệp 4.0. Kiểu gì chúng ta cũng sẽ có vai trò trong cái ngành này. Tuy nhiên, khi mà những ông lớn rời Đông Nam Á, có nghĩa là họ đang dịch chuyển chiến lược và họ thay những cái khác, thì bài toán ở đây là ai đi trước và bắt kịp, và nó cần cái tính nghiên cứu, nó cần cái tính bắt kịp cái thời đại, nó đang dịch chuyển rất là nhanh. Một cái dòng đời trong 4.0, cơ hội thì nhiều vô biên, nhưng dòng đời sản phẩm thì ngắn vô cùng. Một cái dòng ô tô, một cái dòng sản phẩm truyền thống có thể last 10-20 năm, tức là nó độ dài của dòng đời. Còn trong ngành công nghệ thông tin bây giờ nó 18 tháng tới 3 năm và nó ngắn kinh khủng. Thế thì đầu tiên tôi muốn thoát ra khỏi cái lo mà hơi stress của các cái cà phê vừa rồi discuss rất là dữ dội và tranh luận với nhau. Ngành này là ngành cực sáng và đó là lời chúc mừng đầu tiên của tôi với những anh em đang làm trong ngành công nghệ thông tin. Có một cái ý kiến mà Nguyễn Khang thấy rất hay, đó là khi mà đại dương chuyển từ xanh sang đỏ thì từ một con cá đầu đàn ở đại dương xanh liệu chăng có thể trở thành con cá đầu đàn ở đại dương đỏ? Tôi chưa cho là ngành công nghệ thông tin đã bị hẹp tới mức có những đại dương đỏ xuất hiện. Ngành công nghệ thông tin đang vẫn là những đại dương rất xanh. Điển hình là trong mọi phân khúc của những cái nền công nghệ chính của ngành công nghệ thông tin, FPT, Viettel vẫn đang mở rộng và đang phát triển rất là khủng khiếp. Thế thì vấn đề của chúng ta ở đây là thay đổi chính mình. Và tôi nghĩ rằng là đúng như khách mời chúng tôi nhận xét là trước khi thay đổi chính mình phải biết rõ giá trị cốt lõi của mình là gì, rồi mình mới bắt bên ngoài. Vâng, cảm ơn anh. Kính thưa quý vị, như vậy là những khách mời ngày hôm nay đã đưa ra những cái chia sẻ, nhận xét của mình. Nhưng đó là những cái gợi ý hoặc là những cái tư vấn. Còn đối với nhân vật chính của chúng ta thì anh sẽ giải quyết bài toán của mình ra sao? Mời quý vị cùng đến với CEO Hành Động. Trước mắt tôi là hàng trăm anh em đã cùng nhau xây dựng sự nghiệp trong suốt hàng chục năm qua. Họ đều đã bỏ bao nhiêu công sức và tâm huyết để xây dựng nên công ty này. Nếu không vực dậy được doanh nghiệp thì tất cả sẽ làm gì tiếp theo? Tôi lao vào tìm hiểu, nghiền ngẫm, mầy mò trong không gian số. Nảy ra một ý tưởng, tôi tìm các khảo sát số liệu thống kê. Có một con số mà tôi đặc biệt quan tâm,
đó là chỉ có gần 2% lưu lượng bán lẻ tại Việt Nam là mua sắm online. Như vậy là gần 98% còn lại đó là mua sắm tại môi trường truyền thống. Tôi ngờ ngợ như lối thoát đang ở đâu đây. Vshop có thể yếu hơn hàng ngàn lần so với các đối thủ đến từ nước ngoài trong cuộc chơi thương mại điện tử. Nhưng chúng tôi hoàn toàn có đủ khả năng để giúp cho 99% những người bán và người mua trên môi trường giao dịch truyền thống. Mọi thứ trong đầu tôi bừng sáng. Tại sao không điện tử hóa các giao dịch truyền thống trong đời thực? Cơ hội của mình ở đây chứ đâu. Tôi quay về thuyết phục các anh em chuyển hướng kinh doanh từ thương mại điện tử sang điện tử hóa thương mại. Chúng tôi xây dựng lại tầm nhìn, quyết định thành lập lại Nextech Group để hiện thực hóa tầm nhìn đó. Ngay sau đó, Nextech liên tục ra mắt các sản phẩm mới như giải pháp thanh toán thẻ M-POS, cổng thương mại điện tử xuyên biên giới WeShop, giải pháp hậu cần kho vận cho thương mại điện tử BoxMe, ví điện tử trên di động Vimo và nhiều sản phẩm khác. Đồng thời mở rộng ra các thị trường mới như Mỹ, Indonesia, Singapore, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Trung Quốc. Theo đó, Nextech sẽ đưa ra các giải pháp và công cụ công nghệ thông tin giúp cho các doanh nghiệp truyền thống có thể tối ưu hóa hoạt động, đồng thời tìm kiếm thêm khách hàng mang lại cho họ và chia sẻ các giá trị gia tăng dựa trên những cái thành tựu ứng dụng công nghệ thông tin đó. Hiện nay, Nextech Group đang là cái nôi của 20 doanh nghiệp công nghệ thông tin trên không gian mạng. Hệ sinh thái Nextech hiện có hơn 1.000 nhân viên tại 7 quốc gia trong 3 lĩnh vực chính: điện tử hóa thương mại, công nghệ tài chính và dịch vụ hậu cần cho thương mại điện tử. Với sản lượng giao dịch năm 2018 ước đạt 1,5 tỷ đô la Mỹ. Cuối năm 2017, Nextech vinh dự được bình chọn bởi Bộ Thông tin Truyền thông và Câu lạc bộ Nhà báo Công nghệ Thông tin trong top 10 doanh nghiệp dịch vụ và nội dung số có đóng góp lớn nhất cho sự phát triển của Internet tại Việt Nam trong giai đoạn 2007 đến năm 2017. Nextech hướng tới mục tiêu sẽ trở thành bệ phóng cho 100 doanh nhân công nghệ đạt được thành công tại Việt Nam và vươn ra thị trường thế giới, trở thành tập đoàn điện tử hóa thương mại sáng tạo và lớn mạnh nhất khu vực Đông Nam Á. Vì vậy nên, mỗi thành viên của Nextech đều được tự do trong một môi trường làm việc có thể nói sáng tạo nhất tại Việt Nam. Thưa quý vị, đó là những giải pháp mà CEO Hòa Bình đã đưa ra để có thể giúp cho doanh nghiệp mình gỡ rối. Thế còn cuộc trò chuyện ngày hôm nay sẽ gợi mở thêm những điều gì thú vị hơn nữa? Mời quý vị sẽ cùng đến với cuộc trò chuyện cùng với ba khách mời trong bàn tròn CEO. Vâng, thưa quý vị, ông bà ta vẫn nói một câu là cái khó ló cái khôn, và Nguyên Khang rất là ngưỡng mộ cũng như là nể phục anh Nguyễn Hòa Bình khi anh đã nhìn ra được tầm nhìn tương lai và đã thành lập Nextech Group cùng với việc khôi phục hồi sinh lại cho Bshop. Bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với ba khách mời ngày hôm nay để cùng lắng nghe những cái giải pháp mà anh đã thực hiện. Nãy giờ thì anh Bình đã theo dõi Cà Phê CEO và cũng thấy rất là nhiều cái giải pháp đưa ra. Thì Nguyên Khang cũng hỏi anh là với những cái giải pháp đó cũng như những cái câu chuyện mà anh đã trải qua, thì thật sự vào cái thời điểm đó thì anh có khủng hoảng bế tắc không khi mình rơi trên vai của người khổng lồ? Chắc chắn là ai rơi vào cái hoàn cảnh của Bshop là cái startup đầu tiên của tập thể đội ngũ chúng tôi vào thời điểm đấy thì có thể nói là cũng sẽ rơi vào cái tình trạng là rất là bế tắc khi mà chúng ta đã đứng trên vai một người khổng lồ và chúng ta có một cái vị thế rất là tốt. Tuy nhiên lại có những cái người khổng lồ khác lớn mạnh hơn, có thể nói là hàng trăm lần về mặt tiềm lực tài chính, từ các tập đoàn trong nước như là Vingroup cũng nhảy vào thương mại điện tử, rồi Lazada, Shopee. Đứng trước cái tình thế đó thì cái đối tác chiến lược của chúng ta không muốn tiếp tục tham gia cuộc chơi. Tại cái thời điểm đó, đội ngũ của Bshop có thể nói là rất là lúng túng, bế tắc trong việc là làm sao để tồn tại và phát triển được tiếp ở trên cái thị trường có thể nói là đang từ xanh mà chuyển sang đỏ rất nhanh chỉ trong vòng có chưa đầy một năm như vậy. Thế còn với anh Hòa và anh Bình thì những cái giải pháp mà hiện nay công ty của anh Hòa Bình đang làm, theo anh thì có phải là một sự dịch chuyển tức thời và phù hợp với xu hướng? Nhưng là tôi coi cái phóng sự và những cái chia sẻ của anh Hòa Bình thì tôi hết sức là tâm đắc. Anh làm đúng một cái lộ trình mà ba cái hướng lớn nhất trong cái dịch chuyển công nghệ thông tin toàn cầu nó đã trở thành một cái phương thức phát triển cho tất cả các quốc gia.
Ở đây tôi muốn chia sẻ một ví dụ là con đường anh đi bằng số hóa và tối ưu hóa doanh nghiệp. Nó đúng là con đường của ông Mohamed Mahathir, thủ tướng Malaysia vào cái thập niên mà ông nắm quyền là 1995. Có nghĩa là con đường của ông Mahathir làm đúng một cái việc mà anh Bình anh làm, là số hóa đất nước, là không cho phép làm tay những cái thứ mà hệ thống và công nghệ thông tin nó đã giúp làm rất nhanh. Mà may mắn cho họ là cái đất nước họ dịch chuyển trước cái thời đại công nghiệp 4.0, nó đi vào cái thời đại kết nối sâu hơn vào năm 2000 trở đi. Tới năm 2010 thì một cái sự kết nối toàn cầu nó đã diễn ra mạnh mẽ. Thế thì cái công việc của chúng ta làm số hóa, tối ưu hóa, tạo ra vô vàn sự tiết kiệm và chống lãng phí cho mọi doanh nghiệp, mọi dòng sản phẩm. Rất là chúc mừng anh Hòa Bình đã đi một con đường rất là rõ ràng. Thực ra thì tại cái thời điểm đấy, nếu mà đến bây giờ tôi nghĩ lại thì tôi cũng nghĩ rằng là thực sự là mình đã gặp may mắn. Nếu mà mình không lâm vào hoàn cảnh đó thì có lẽ là mình vẫn đi tiếp theo cái con đường đó, tức là cái con đường có thể là cuộc đua về mặt nguồn lực, cuộc đua về mặt đốt tiền, và có thể một lúc nào đó là doanh nghiệp đã sụp đổ. Nhưng khi mà chúng ta rơi vào cái hoàn cảnh là rơi vào hoàn cảnh hết tiền, khi mà cái đối tác chiến lược rút lui thì buộc chúng ta có thể nói là đặt mình vào cửa chết để mà chúng ta buộc phải sống. Và tôi cũng rất là đồng ý với cái ý kiến của anh Lê Hải Bình là khi mà lâm vào một cái tình huống khủng hoảng thì chúng ta phải nhìn lại xem là cái giá trị cốt lõi của chúng ta là có cái gì để mà chúng ta tiếp tục phát triển từ đó. Thì tại thời điểm đó chúng tôi suy ra là có hai cái cốt lõi chính của đội ngũ Nextech vào thời điểm đó. Thứ nhất là khả năng sáng tạo. Trong suốt 17 năm qua thì chúng tôi luôn luôn là đi đầu trong việc sáng tạo ra các sản phẩm dịch vụ mới. Và cái giá trị cốt lõi thứ hai đó là làm chủ công nghệ. Cái này nó là một cái cũng cái cốt lõi cực kỳ quan trọng, bởi vì là khi mà chúng ta nghĩ được thì chúng ta phải có năng lực thực thi và làm được nó. Thì chính về cái năng lực làm chủ công nghệ đó đã giúp cho Nextech có thể là đưa ra được các cái ý tưởng mới, nhưng lại phải đưa ra được cái sản phẩm vào thị trường. Thì đó là hai cái nguyên nhân mấu chốt, hai cái giá trị cốt lõi của Nextech. Thực ra có một cái điểm mà có thể là anh không có nói và mọi người không có chú ý, tức là khi mà anh vấp ngã đó, thường thường mọi người sẽ cố gắng mọi người đứng lên ngay. Còn anh có thể ngay tại thời điểm đó anh có một cái điểm dừng. Anh dừng một chút xíu để anh chiêm nghiệm lại là lý do tại sao khi anh đứng trên vai người khổng lồ thì anh lại ngã. Vì lý do là anh dựa vào họ. Anh có sự so sánh giữa cái phương thức kinh doanh chợ truyền thống cũng như phương thức kinh doanh chợ online. Và anh phát hiện ra một điều là khi mà người khổng lồ của anh rút đi thì anh chỉ còn là gì? Anh chỉ còn người mua mà anh không có người bán. Tôi nghĩ là cái quyết định của anh nó rất là đúng đắn, vì lý do anh có một cái quãng dừng nhất định để anh phân tích lại cái lý do tại sao mình thất bại, tại sao mình vấp ngã, để từ đó mình có thể chọn lựa một cái hướng đi mới dựa trên cái giá trị cốt lõi của mình. Thì cái đó là cái mà tôi chúc mừng anh, mà có thể đó là bí mật mà anh không nói cho mọi người nghe, nhưng cái đó là cái rất là quan trọng. Để chinh phục mọi tầm cao, người đàn ông cần bản lĩnh, bền bỉ, khát khao, ý chí, nghị lực. Trang phục không làm nên người đàn ông, nhưng bản lĩnh đàn ông cần trang phục xứng tầm. Owen, lịch lãm thời trang, vững vàng bản lĩnh. Owen, lịch lãm thời trang, vững vàng bản lĩnh. Có một cái câu hỏi mà Nguyễn Khang muốn hỏi anh Bình, đó là với những người mà khởi nghiệp á, họ rất là thích sẽ dựa vào một cái người khổng lồ để mà có thể giúp cho họ gia tăng cái khả năng, cái nội công của họ đó, cách đơn giản đi. Nhưng mà nó cũng tiềm ẩn rất là nhiều cái nguy cơ. Thế thì anh vừa mới phân tích là anh có hai cái yếu tố mạnh, đó là sáng tạo và làm chủ công nghệ. Tại sao anh không tự thân vận động để có thể phát triển được đường dài hơn, mà anh phải mất một cái giai đoạn là anh dựa vào cái người khổng lồ đó, để rồi khi người khổng lồ bỏ anh rơi vào cái trạng thái rơi tự do? Ở trong xã hội thì ai cũng khôn cả, và giữa những cái người khôn với nhau thì sẽ chỉ đọng lại là những người mà có tồn tại được các cái giá trị cốt lõi. Thực sự thì cái việc hợp tác dựa vào các cái hệ sinh thái của những người khổng lồ thì đó là việc ai cũng mong muốn, đặc biệt là trong các doanh nghiệp startup. Ngoài eBay, ít nhất là có khoảng 2 lần nữa hợp tác với các cái đối tác là người khổng lồ trong và ngoài nước. Tuy nhiên rất đáng buồn là chưa có cái duyên thành công, và hầu hết tất cả các cái cuộc hợp tác với các người khổng lồ đó đều thất bại. Cái nguyên nhân cốt lõi mà chúng tôi thấy
ở đây đó là khi mà hợp tác với người khổng lồ, chúng ta chỉ có thể có cái giá trị bền vững và lâu dài nếu mà người khổng lồ đó thực sự cần chúng ta, thực sự khát khao có được chúng ta, chúng ta mới nên hợp tác với những người khổng lồ. Còn nếu mà cái sự hợp tác đó nó dựa trên một cái nền tảng nó không được mạnh, nó không được kết dính và vẫn mang tính gọi là những cái quan hệ ngoại giao, thì tôi cho rằng là chúng ta nên suy nghĩ lại, bởi vì chúng ta sẽ phải tốn hàng năm trong việc là vun đắp cho cái cuộc tình đó. Nếu mà kết cục cái cuộc tình đó chúng ta nhìn trước là nó sẽ không đi đến đâu ấy. Nó sẽ mất rất nhiều thời gian của startup trong việc là chúng ta làm được những cái gì đó nó có giá trị hơn. Tôi đứng trên vai một cái giám đốc toàn châu Á, Thái Bình Dương của người khổng lồ là Schneider Electric suốt gần 14 năm. Thì tôi nhìn thấy rất rõ cái điều anh vừa nói. Cái người khổng lồ kỳ vọng gì ở những nước nhỏ và đang phát triển như chúng ta? Tôi nói thật là cấp country manager, tức là giám đốc, tổng giám đốc của một quốc gia như Việt Nam, đối với một tập đoàn người khổng lồ chỉ là cấp giám đốc bán hàng. Chúng ta là đơn vị đi bán hàng. Họ cần chúng ta tiếp thu tri thức của sản phẩm vừa đủ. Nó sẽ đi tới một cái cuộc hôn phối ngày càng vỡ trận ấy, là vì mong ước của chúng ta lớn hơn cái điều đấy rất nhiều. Trừ khi chúng ta chỉ xác định là chúng ta chỉ là bộ phận đi kinh doanh bán hàng cho họ thì xong. Thế thì vấn đề thứ hai là để mãi không bị đóng khung trong cái vai là người bán hàng hoặc là làm gia công sản xuất. Tôi đã từng ngồi và đưa cái tư duy toàn cầu vào những cái tập đoàn như FPT ở Việt Nam. Khi họ chia ra từng cái đội nhỏ, họ cũng phải đi một cái chuỗi giá trị là tiếp thu công nghệ, phải chấp nhận làm vài năm, thậm chí 5 năm, 7 năm. Sau khi làm chủ được thì bắt đầu phải điều chỉnh chính mình. Và đấy là cái mà anh Hòa Bình đã nói là trong cái rủi có cái may. Thật ra là ảnh bị người ta rút đi, điều đấy nó sẽ tới. Hoặc là tới một ngày kia ảnh cũng không happy nữa và chúng tôi bước ra. Sau khi điều chỉnh thì bắt đầu chúng ta đưa cái tính sáng tạo cốt lõi của mình vào và mình đứng trên chân của mình. Và lúc đấy mình sẽ đi rất là vững vàng. Thì tôi hoàn toàn đồng ý là cái câu chuyện này là một bài học rất lớn cho những cái doanh nghiệp startup đang sáng tạo, đang đứng trên đôi chân của mình nhưng cần cái đòn bẩy. Chứ không phải là lúc nào cũng hỏi là tiền đâu em cần tiền và sống mãi với dòng tiền của người ta. Nhưng cái câu chuyện của anh thì Nguyên Khang cũng muốn hỏi luôn là thế thì thời điểm nào là thích hợp để chúng ta có thể nhận ra được rằng là chúng ta cần phải nỗ lực hơn. Tại vì Nguyên Khang đã từng rất là ấn tượng với câu nói của anh Hòa Bình rằng chúng ta phải bảo vệ không gian mạng của chính mình. Chính xác. Để không bị những người khổng lồ đó nuốt chửng. Mình đang cần họ nhưng mà mình không biết lúc nào thì mình bị họ nuốt và lúc nào thì mình sẽ vượt qua họ. Câu hỏi rất là hay và tôi nói trước không biết là đúng ý anh Hòa Bình hay không nhé. Là theo kinh nghiệm của các doanh nghiệp thì tự anh Hòa Bình và những người tổng giám đốc họ sẽ biết một cái độ trưởng thành doanh nghiệp của họ tới đâu. Và độ trưởng thành này thường thường trên toàn cầu nó đánh giá trên ba cái chân. Thứ nhất là kỹ năng của nhân viên. Kỹ năng của anh đã bắt đầu đủ làm chủ cái công nghệ và nắm được. Thứ hai là cái giá trị đầu tư vào công nghệ của chính mình. Tức là đầu tư không phải để tay nó đầu tư nữa. Và mình, đây là tiền của mình, sở hữu trí tuệ của mình đã đăng ký. Nó tương đối ở một cái level gọi là ngang chuẩn để mà chúng ta tự động được. Và cuối cùng là đẳng cấp của ban quản trị. Tức là cái độ trưởng thành của cái nhóm quản trị, cái ban giám đốc của anh đã đủ tầm. Thì ba cái chân này tôi nói là kỹ năng, đầu tư vào công nghệ và đẳng cấp quản trị. Thì chúng ta sẽ biết thường thường nó trên thế giới nó có 5 level. Thì chúng ta vượt ngưỡng level 3 là chúng ta hoàn toàn có thể run một cái công ty đứng trên đôi chân của mình. Và tôi không biết là đó có phải là cái mà Hòa Bình đã lay hoay và làm với mình để khi quyết định chúng ta tự đi và không dựa vào nguồn sữa của ai cả. Tôi thì lại có một cái suy nghĩ nó tương đối nó khác một tí xíu. Từ xưa tới giờ mình hay nói là rào cản về công nghệ nó không còn quá lớn nữa. Chính xác. Đặc biệt là đối với các doanh nghiệp mà làm công nghệ trong nước với các doanh nghiệp làm công nghệ nước ngoài. Đôi khi tôi thấy là nhiều doanh nghiệp nước ngoài họ phải quay ngược trở lại, họ học cái công nghệ của chúng ta. Như vậy thì trong cái quan hệ giữa một cái doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp khởi nghiệp với những cái người khổng lồ từ nước ngoài á, thì họ được cái gì? Nhưng cái chúng ta được đó là những cái know-how, những cái tri thức liên quan tới chuyện phát triển kinh doanh. Chúng ta được cái thứ hai đó là tiền. Nói thật, làm kinh doanh là phải là từ tiền. Và chúng ta được tiền, chúng ta dùng cái đó. Và trong thời gian mà hai bên đang còn mặn nồng với nhau á, thì cái mà doanh nghiệp cần phải có, mà cái mà anh Bình anh có, đó là anh học được rất là nhiều thứ. Và cái thời điểm chín mùi là thời điểm anh cảm thấy, anh đánh giá được là chúng ta đã học đủ rồi. Hoặc là nó hết cơ hội cho cái sự hợp tác đó nữa rồi. Hoặc là duyên giữa hai bên nó đã hết rồi. Đúng rồi. Thì là chúng ta sẽ quyết định bước ra.
Thời điểm đó nó phụ thuộc vào cảm tính của người điều hành doanh nghiệp rất là nhiều. Chúng ta khó có thể có một cái công thức cụ thể. Thực tế là mình gọi là không được may mắn hơn ở cái cạnh của mình hoàn toàn bị động. Khi mà phía đối tác hoặc người ta bỏ của chạy lấy người. Cái tình thế đó để lại một mình một cái rất là bơ vơ mà bị động. Thì đó cũng là một cái bài học cho các startup trong việc là trong bất kỳ sự hợp tác nào chúng ta phải có một cái sự chủ động nhất định. Lắng động lại được một thứ mà tôi nghĩ rằng là nó là cái chỉ dấu doanh nghiệp trưởng thành. Tôi gọi nôm na nó gọi là năng lực tự định nghĩa thị trường. Thông thường các startup hiện nay đi theo các mô hình thành công trên thế giới hoặc là chúng ta làm theo các ông lớn mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta có thể làm tốt hơn vân vân. Tức là bản chất là chúng ta đi làm một cái thị trường mà của người khác đã làm và đã làm một cái đại dương đỏ đấy. Tức là và ở đây thì tôi muốn nhấn mạnh là năng lực tự định nghĩa được đại dương xanh. Thì khi nào mà một doanh nghiệp mà có đủ khả năng tự tin, tự định nghĩa một cái thị trường ngách cho chính bản thân mình đó, tôi đánh giá đó là một doanh nghiệp trưởng thành. Có hai cái cốt lõi chính trong việc năng lực định nghĩa thị trường của Naked Vàng. Thứ nhất là chúng tôi tự định nghĩa được một cái nhu cầu mới, đó là điện tử hóa truyền thống. Và tôi muốn chia sẻ lại cho các startup, chúng ta chỉ thực sự tồn tại được nếu chúng ta tự định nghĩa được. Với việc là có nhiều cái ý tưởng để thực hiện những cái đó thì nó đòi hỏi một cái nguồn vốn rất là lớn, mà bản thân một cái startup để khởi nghiệp á không thể nào có vốn như vậy để có thể vận hành doanh nghiệp của mình. Cái thứ hai là mọi người thường hay nói là đó là sự đầu tư dàn trải, mà thay vì mình đầu tư và mình tập trung vào một cái mảng chính thì mình có thể sẽ thành công hơn là mình phải chia cái bó đũa ra và nó khiến cho cái sự đầu tư của mình nó trở nên yếu hơn. Với những cái ý tưởng anh rất hay, thì Nguyễn Khang hỏi là có bao giờ anh nghĩ đến những cái xác suất mà mình sẽ đối mặt với những cái rủi ro khi mà mình phải giải quyết bài toán về vốn và sự đầu tư dàn trải này không? Thứ nhất về đầu tư dàn trải là tôi không khuyên các startup ngay vào cái thời điểm khi mà chúng ta khởi nghiệp từ con số 0 thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải tìm được một cái mũi nhọn duy nhất. Câu chuyện Nextech nó hơi khác ở một cái điểm, tại vì nó là doanh nghiệp đã có lịch sử 15 năm, đã xây dựng được cho mình một cái hệ sinh thái nhất định. Chính vì vậy nên là khi tại một số doanh nghiệp đã trưởng thành đến một cái giai đoạn nhất định thì nó lại trải qua một cái giai đoạn khác, là lúc đó bạn muốn tồn tại, lúc đó bạn lại phải có hệ sinh thái. Như chúng ta nhìn thấy hiện nay ở trên thị trường công nghệ, hầu hết tất cả các ông lớn trên thị trường công nghệ đều có một hệ sinh thái đa sản phẩm cho chính mình, và các sản phẩm đó nó có tăng tính tương quan tương hỗ với nhau để 1 cộng 1 bằng 3 bằng 4 bằng 5 chứ không phải là 1 cộng 1 bằng 2. Chính vì vậy nên là các startup khi mà đã thành công và trưởng thành đến một giai đoạn nhất định, lúc đó chúng ta bắt buộc phải nghĩ đến câu chuyện hệ sinh thái. Còn thời điểm đầu tiên chúng ta, tôi đồng ý đó là chúng ta không được phép đầu tư dàn trải. Cái câu chuyện bài toán về vốn, bản thân Nextech và Pitshop trong quá khứ đã trải qua những cái giai đoạn cũng giống như rất nhiều các doanh nghiệp lớn ở trên thị trường thế giới hiện nay, đó là giai đoạn đốt tiền để mua sự tăng trưởng. Và lúc đó cái năng lực cốt lõi của một doanh nghiệp có thành công hay không, nó không nằm ở các ông làm công nghệ hay là các ông điều hành hay các ông quản trị kinh doanh, nó lại nằm ở các ông tài chính. Tức là doanh nghiệp nào có năng lực gọi vốn tốt hơn thì chúng ta mới có khả năng tồn tại lâu hơn. Chính vì thế các startup chúng ta không có năng lực gọi vốn thì chúng ta phải tránh đốt tiền như vậy. Thay vào đó chúng ta phải tìm ra được cái ngách thị trường trước. Cũng giống như ông cha chúng ta hồi xưa, trong lịch sử Việt Nam có rất nhiều các cuộc chiến tranh, và không dưới 10 lần người Việt Nam cũng phải đối mặt với các đối thủ mạnh hơn hàng chục, hàng trăm lần về mặt vũ khí, trang bị và quân số. Chính vì vậy nên là người Việt Nam đã sáng tạo ra một cái mô hình chiến tranh rất hay, đó là mô hình chiến tranh du kích. Bản chất của chiến tranh du kích đó là gì? Đó là tập trung vào những cái chỗ, vào những cái khu vực, những cái địa bàn mà đối thủ không mạnh. Khi mà họ yếu thì mình mạnh, khi mà mạnh ở chỗ đó thì mình đã phải nhanh chóng lập tức mình chuyển sang các cái chỗ mà họ yếu hơn. Thì chính vì vậy cũng tương tự áp dụng vào kinh doanh, các cái startup chúng ta phải tìm được cho mình các thị trường ngách. Bởi vì theo các cái một số nghiên cứu ở trong quản trị kinh doanh thì tôi được biết rằng là các thị trường ngách nhưng mà không nhỏ, tổng lưu lượng các thị trường ngách có thể lên đến 30-40% thị phần, nhưng các ông lớn không thể động vào được. Đó chính là cơ hội tồn tại cho các startup. Cái bài học nữa đó là đối với các doanh nghiệp startup, càng nhiều tiền lại là một bất lợi rất là lớn. Bởi vì khi mà có nhiều tiền thì chúng ta rất lười tư duy, và cái việc dễ nhất để chúng ta mua sự tăng trưởng đó là đốt tiền, chính là lại là điểm trừ của một startup.
Thay vì vậy, nhưng là startup chúng ta chỉ cần có một cái lượng vốn vừa đủ, và chúng tôi có một công thức, mỗi một startup mới chúng ta chỉ cần tối đa là khoảng 200.000 đô là chúng ta đã có thể startup một doanh nghiệp thành công ở một khía cạnh, đó là có thể tự hòa vốn, tự kiếm được thu đủ bù chi. Tôi rất là tâm đắc và muốn bình luận hai cái ý quan trọng mà CEO Hòa Bình vừa nói. Thứ nhất là cái năng lực tự định nghĩa thị trường, và nó đòi hỏi cái điều thứ hai là cái sự linh hoạt trong cái chiến lược phát triển. Thì cái này nó đang đi vào một cái tâm lý mà nó đang thay đổi rất nhiều về tư duy chiến lược của các công ty trên toàn cầu trong cái giai đoạn 4.0 này này. Trước đây á, các công ty với cái dòng đời sản phẩm nó dài hơi kiểu cũ thì họ đặt cái chữ what lên đầu, tức là bán cái gì họ định vị ngay. Rồi sau đó họ mới dùng how, tức là kéo vốn, dòng tiền, con người, nguồn lực. Và cuối cùng dần dần họ mới đi tìm hiểu, họ giải thích là why họ làm điều đấy. Tôi đã làm trong các tập đoàn lớn, tôi thấy là nó cứ áp cho mình sản phẩm, và từ trung ương nó bảo bán là bán, bảo xây là xây, bảo sản xuất là sản xuất. Dần dần 10 năm sau tôi mới hiểu là why tôi cần cái này. Tư duy trong thế kỷ 21 nó kinh khủng thay đổi. Và cái cơ hội linh hoạt bây giờ ấy, những doanh nghiệp như Hòa Bình vừa rồi làm là phải đi sâu vào cái nhu cầu, thâm nhập thị trường và định nghĩa ra thị trường của mình. Có nghĩa là phải làm why trước. Sản phẩm sau cùng chưa biết là sẽ xây sản phẩm gì nhé. Thị trường phải nắm chắc trong tay, giải mã bài toán why, định vị được tôi. How, gọi vốn thì cái bài toán dòng tiền nó vừa đủ thôi. Vì khi công thức của chúng ta là khi có một sản phẩm tốt, nó nhân mass lên thì dòng tiền nó tự quay về ngay trong 6 tháng. Rồi cuối cùng cái what nó cực kỳ linh hoạt các bạn. Ngày hôm nay tôi nhìn thấy các sản phẩm nhiều doanh nghiệp, người ta dịch chuyển liên tục và người ta không cho phép người ta đứng lại, vì đứng lại người ta sẽ chết. Thế thì tư duy cho cộng đồng doanh nghiệp cần ở đây là từ kiểu cũ là what, how rồi mới why. Thì bây giờ các anh ấy đi rất là linh hoạt, định vị thị trường, giải thích là why rồi mới how, và what đi sau cùng. Cái công thức mạnh Hòa Bình đi tôi cho là hết sức phù hợp với cái xu thế tư duy. Ở đây tôi nhấn mạnh là tư duy nó quan trọng hơn là dòng tiền. Tôi hoàn toàn đồng ý là tiền đổ càng nhiều vào, công nợ càng lớn và áp lực xoay dòng tiền càng khủng khiếp. Ở Việt Nam có một cái là các công ty mà khởi nghiệp về công nghệ là thường là sẽ sử dụng một mô hình tương tự đã được áp dụng ở đâu đó trên nước ngoài. Nhưng cái lợi thế lớn nhất mà doanh nghiệp Việt Nam họ có thể làm được so với các cái ông ở nước ngoài, cái ông qua đây không được, đó là bản địa hóa. Tại vì chúng ta hiểu được văn hóa, chúng ta hiểu được cách thức mua hàng, và chúng ta hiểu rất là rõ cái thị trường này. Cái đó là cái mà các doanh nghiệp toàn cầu họ vào đây á, họ kể cả họ có tiền họ vẫn không mua được. Thứ hai nữa, tôi cũng không ủng hộ lắm đâu cái chuyện là doanh nghiệp khởi nghiệp khi làm cứ nghĩ tới chuyện gọi vốn. Tôi không nghĩ là nhà đầu tư nó là một cây xăng, và sau đó doanh nghiệp khởi nghiệp cứ chạy vào cây xăng này đổ, rồi chạy gần hết xăng rồi chạy qua cây xăng khác đổ, và cứ đốt hết cái số xăng đó trên chặng đường mà không mang lại một cái giá trị gì. Chúng ta phải tự chạy bằng cái năng lượng của mình trước. Chúng ta đạp xe cũng được, hay là chúng ta chạy gì được, nhưng mà chúng ta phải xác định là chúng ta sẽ tồn tại được dài. Anh Bình anh giải quyết được việc đó. Còn cái chuyện mà vốn từ quỹ hay từ các cái chỗ khác, nó chỉ là một cái đòn bẩy bổ sung cho anh thôi. Và tôi cũng xin bổ sung thêm là tất cả các vòng gọi vốn của các công ty thành viên của Nextech từ xưa đến nay, chưa lần nào chúng tôi phải đi tìm nhà đầu tư. Và tất cả các lần đó đều là có các nhà đầu tư hoặc thông qua các môi giới, họ tự tìm đến để đề xuất nguyện vọng là muốn đầu tư. Điều đó cho thấy rằng là nếu bạn có một mô hình kinh doanh tốt và bạn tự làm chủ được số vận mệnh của mình thì tự nhiên dòng tiền nó sẽ đổ đến. Còn nếu không thì dù bạn có cố gắng đến mấy trong việc thâm nhập vào thị trường vốn thì cái khả năng thành công cũng rất là thấp, hoặc là bạn phải cực kỳ may mắn. Và trong trường hợp đó thì chúng tôi hay gọi đùa với nhau gọi là lừa ở trong nháy nháy. Chúng ta tìm được nhà đầu tư, tìm được những con lừa. Nên là cái nguyên nhân cốt lõi của chúng ta vẫn phải là một cái công việc kinh doanh có giá trị thực sự cho xã hội. Vâng. Anh dùng con lừa nó nghe hơi nhạy cảm, anh dùng con bò đi, bò sữa đi. Thì nghe nó có vẻ có giá trị hữu ích hơn. Vâng. Yeah. Ở đây là một bài học kinh nghiệm cho các cái doanh nghiệp Việt Nam để bán mình theo đúng cái chấm. Trên thị trường, gần đây tôi ngồi ở thị trường chứng khoán và đứng ở phía các quỹ để đi mua doanh nghiệp thì tôi thấy một điều này. Thường thường các doanh nghiệp đói vốn để đi mua thì rơi vào tình trạng sẽ bị bán lúa non và bị ép giá. Khi mình bán, mình phải hiểu rằng người ta vào mà người ta nhân lên mass thì nó lên nhiều lần, thì mình phải bán một cái giá xứng đáng. Có một xu thế hiện nay là các tập đoàn lớn vào Việt Nam để hiểu văn hóa bản địa, tự xây từ A tới Z, cực kỳ tốn kém và thất bại là chính.
Trong khi ở Việt Nam chúng ta lại có cái vấn đề này. Hiện nay xu thế các quỹ lớn là không thích tự đầu tư một dòng thương hiệu của họ vào, mà họ sẽ mua lại cổ phần của anh, họ để anh làm cái chuyện bản địa hóa tuyệt vời, và họ mua share của anh và họ đưa công nghệ cho anh làm, họ đưa dòng tiền cho anh làm thì họ thắng. Thế thì khi hợp tác và gọi là bán M&A với các quỹ, chúng ta phải biết đánh giá. Đầu tiên là đánh giá mình đúng giá để không bị lỗ non, nhưng cái thứ hai là đánh giá một đối thủ nó có thể cộng vào. Và thường thường khi ở một đẳng cấp như công ty của anh Hòa Bình thì tôi cho rằng mỗi lần gọi vốn chúng ta phải nhân lên về giá trị chứ không phải là giá chỉ là tài chính. Chính xác. Và giá trị về nở rộng ra, đi vào chiều sâu, phát triển phân khúc, thì đó mới là cái đẳng cấp mà một doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam nên luôn luôn thay cái tư duy của mình. Cảm ơn ba anh rất là nhiều trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Chắc chắn là sẽ còn rất là nhiều ý các anh sẽ muốn thảo luận. Tuy nhiên thời lượng của chương trình cũng có hạn, cho nên là Nguyễn Khang nghĩ là cái cuộc trò chuyện của chúng ta dù ngắn nhưng nó thật là hữu ích và nó mang đến những cái khái niệm rất hay, đặc biệt đối với những startup trẻ đang theo dõi chương trình của chúng ta. Một lần nữa cảm ơn anh Hòa Bình, cảm ơn anh Thái Hòa và cảm ơn anh Hải Bình. Cảm ơn ba anh rất nhiều. Kính thưa quý vị, cuộc trò chuyện của CEO Hòa Bình đã gợi mở cho chúng ta những ý tưởng khá là thú vị. Không nhất thiết là startup của chúng ta phải gọi vốn để có thể phát triển được doanh nghiệp của mình. Quan trọng là bạn phải tìm được cái sự sáng tạo và khác biệt của mình. Và điều quan trọng là phải cố gắng làm sao đẩy mạnh được những cái nguồn lực có xung quanh để giúp cho bạn phát triển được doanh nghiệp một cách vững mạnh. Và đó là những gì mà chúng tôi hy vọng rằng những bạn trẻ đang theo dõi chương trình CEO của chúng tôi sẽ học được những kinh nghiệm từ những người đi trước, những người đàn anh, để giúp cho mình trở nên thành công hơn khi mà các bạn khởi nghiệp. Thưa quý vị, xin được trích dẫn một câu nói của một khách mời là đại dương xanh sẽ mãi xanh trong thời gian tới và sẽ vẫn là một môi trường vô cùng tiềm năng để những chú cá có thể phát triển một cách vững mạnh. Tuy nhiên, để trở thành một con cá đầu đàn thì nó cần phải có tiềm lực của chính bản thân các bạn, sự sáng tạo và sự đồng lòng từ phía những nhân viên của chính các bạn, những người được xem là nội lực góp phần quyết định sự thành công của một doanh nghiệp. Và cuộc trò chuyện ngày hôm nay của CEO Nguyễn Hòa Bình đã gợi mở được rất nhiều điều thú vị cho chúng ta. Và chúng tôi cũng rất mong sẽ nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị cũng như là những chia sẻ của quý vị trên địa chỉ fanpage của chương trình CEO Chìa Khóa Thành Công. Và bên cạnh đó, quý vị có những nhân vật, những câu chuyện thật nào muốn chia sẻ cho chúng tôi thì đừng ngần ngại gửi mail theo địa chỉ quen thuộc chiakhoathanhcong@hoanggia.com.vn, hoặc quý vị cũng có thể theo dõi lại những số phát sóng của chúng tôi theo địa chỉ www.ceochiakhoathanhcong.com. Và đừng quên click subscribe để theo dõi những số phát sóng theo địa chỉ YouTube CEO Chìa Khóa Thành Công. Để chinh phục mọi tầm cao, người đàn ông cần bản lĩnh, bền bỉ, khát khao, ý chí, nghị lực, trang phục không làm nên người đàn ông, nhưng bản lĩnh đàn ông cần trang phục xứng tầm. Owen, lịch lãm thời trang vững vàng bản lĩnh. Owen, lịch lãm thời trang vững vàng bản lĩnh. Thưa quý vị, và đó là những câu chuyện tiếp theo, và thật sự là chúng tôi rất vui bởi vì sự đón nhận của quý vị vào mỗi sáng chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV1. Và tôi là Nguyên Kha, đến từ những câu chuyện thật của CEO Chìa Khóa Thành Công. Xin kính chào và hẹn gặp lại.